Tú rồi. Tú. Hôm nay rất là đông học sinh cũng thi giỏi rồi, quá nhanh. Bây giờ thời gian đây diễn ra giữa đặc nhiệm lưu trắng gặp nhạc hội sân ca, quá nhanh. Chương trình về chủ đề ca nhạc tại giải bóng đá quốc gia trung học cơ sở Nguyễn Du phiên bản cúp C2 2021 với sự xuất hiện của diễn viên Thiên Bảo ở đâu điện ra vào 16:30 ha. Ê bao nhiêu rồi, how many? 12:10 à? Ê ê, nãy đó lại mà các bị 23 đúng không? Ok, bị vậy chúng ta đang có tỷ số 2-0. Tỷ số đang là thuộc về đặc nhiệm Blue Trắng rồi. À đúng rồi, đúng rồi. Tỷ số 2-0 nha các bạn. Rồi. Ê, các biệt 2 bàn đúng không? Em ăn ăn, em lựa thế đúng không? Hả? Ok. Nói phải nói to, nói rõ chứ. Mà lỡ em nói là bên lỡ mà bên ghe kia sao đúng không? Mình phải có tính chiến thuật cho nó cụ thể đàng hoàng, số liệu thống kê phải làm sao cho đúng. Rồi chúng ta đang diễn ra rồi, vừa rồi là cặp đấu giữa bị đội phân trắng gặp đối thủ xuyên tầm, cập nhật rồi dừng diễn biến trong cặp đấu này diễn ra sau khi kết thúc cùng giờ trong cặp đấu này luôn. Cặp đấu này vừa rồi là cặp đấu giữa Khải Đại Tâm Duy gặp Xuân Quý Phòng Phương Cách, vì cũng đã kết thúc 40 phút chiến thắng dành cho Xuân Quý Phòng Phương Cách sở tỷ số 8-6 và với chiến thắng lo lượt bàn thắng trên sân khách của Khải Đại Toàn Diện nhiều hơn, đó là 6 bàn thắng vừa rồi. Thì chúc mừng Khải Đại Toàn Diện gặp chủ nhà Toàn Số Tình Yêu, còn đấu vào lúc 14 giờ 16 giờ, kết thúc vào 16:30 thì cũng đã kết thúc ở sân thứ hai sân Môn Bủ. Đó cặp đấu thứ năm đó, là cặp đấu thứ 4 là ở sân Phong Bủ sân 1, còn cặp đấu thứ hai cặp đấu thứ năm ở sân Phong Bủ sân 2 thì cũng đã chiến thắng thuộc về bị đội phân thắng, bị đội phân trắng. Bị được đây cũng chiến thắng thuộc về bị đội phân trắng luôn, nhưng được về này cũng vậy, bị đội phân trắng đã bước tiếp vào vòng trong vòng 2. Bị đội phân trắng hài hước, không bao giờ có 1-0-2. Ủa sao kỹ chương trình toàn về trung học phổ thông gì đâu ấy, chơi giỏi gì đâu ấy. Nhưng mà không sao, vì tính cách của bị đội phân trắng thì với số liệu thống kê thì cao hơn, chơi vì thi đấu cũng chơi với pha đường truyền vừa rồi là cũng tốt hơn. Vừa rồi chúng ta đã hỏi được một vài bạn mà cũng không biết, có thể là khoảng cách chiến thắng mới là một bàn. Nghe nói là đâu diễn ra cũng rất là nhiều bàn thắng mà thôi. Dù sao thì chiến thắng 3-2 là một chiến thắng đầy xứng đáng. Chúng ta cũng về bị đội phân trắng. Chúc mừng. Đây chúng ta sẽ chờ đợi đối thủ nha. Bóng đá đó tỷ số ở đây là 2-0. Lợi thế được đặc nhiệm bộ đội trắng rồi. Đặc nhiệm bộ đội trắng là trở về sân nhà của mình. Hôm nay cũng khá là đông thôi, do đi sân 2 một buổi kết thúc. Giao lưu quá là nhanh và đầy vui vẻ hơn. Quá nhiều các học sinh trung học cơ sở và cũng khá là đông. Đông các bạn nữ ở đây. Chúng ta đang còn lại là 7 bạn nữ thôi. Có vài bạn nữ kia thì về rồi, về cũng có việc. Khoảng cách là 2 bàn thì giờ đang lợi thế thuộc về đội đặc nhiệm Blue Trắng 2-0. Tỷ số là 2-0. Đây là tập thứ 36 rồi. 37 á, chứ không phải đâu. Cặp đấu này cặp đấu dục về của vòng 1/32 nha. Cặp đấu thứ 5. Đây để xem coi, đấu thứ 5 này đấy, số 37 rồi. Hôm nay sẽ tập trung như thế nào đây? Lúc thì rồi đá lại, lúc thì không. Chưa bao giờ nghĩ ra được
đừng bao giờ có chuyện gì bàn, không thể nào được. Có khi ít thôi thì có đồ đét chuẩn HD. Hôm nay khá đông rồi, thời gian gần như là diễn ra vào 16:30, vậy như sẽ kết thúc 30 phút thôi để nhường cho cặp đấu khác. Cặp đấu này cặp đấu thứ 6. Cặp đấu thứ 6 trong số 38. Ủa kệ đi. Nó đã đi rồi thì thôi. Chuy buồn bạn này quá. Bạn này thì cũng là đội bị đội phấn trắng cũng đã thắng rồi. Và dù sao thì dù đi thì chiến thắng cũng về bị đội phấn trắng là một bàn. Thì lượt về cũng vậy. Lượt về thì cũng thắng rồi. Ở dưới có này. Số là 20 rồi. Cố lên. Cố để làm được. Ok. Chuyện quá. Tỷ số là khoảng cách đồng 1-3. 1-2. 1-2 dành cho Nhạc hội Sông Ca. Chín mười một. Vậy là khoảng cách là 2-3. Khoảng cách là 2-3 nhưng về đội đặc nhiệm blue trắng. Sĩ số là 1-3. Ban đầu 3-0 giờ 1-3. Vì bạn thủ môn này nói sai rồi. Bề bạn thì bảo nói thì đúng hơn. Số là 1-3, cách là 2-3. Chơi hết mình rồi. Sĩ số, tổng sĩ số hiện bây giờ là 6-3 rồi. Đội Sông Ca đang gặp một sự khó khăn hơn. Thằng cách biệt là 4-3. 2-3. Đi. Chỗ này không bóng bàn đâu. 2-3 cho Nhạc hội Sông Ca. Nhạc hội Sông Ca rút ngắn khoảng cách 1-3. Nói gì không biết nói sao cho đủ được. Thì tình mà nói là không thể công bằng được. Quá đông luôn. Đối thủ bị đội Văn Trắng đang chờ đợi ở đây rồi. Mong là đặc biệt Blue Trắng hay là Nhạc hội Sông Ca. Thì số có vẻ là hơi căng thẳng rồi. Giờ là Juve hay là Argentina đây? Công vào vào 4-2. 4-2 cho đặc nhiệm Blue Trắng. Và khoảng cách là 2-3 thắng. Hôm nay chơi có vẻ là như là hành vi khá là nhanh nhẹn thôi. Rồi mời các bạn theo dõi trong những tập sau nha. Kết quả sẽ được cập nhật trong các số sau. Với thời gian hai trận đấu sẽ kết thúc cùng giờ nên là chương trình sẽ còn tiếp tục sau ít phút.
tạm biệt và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.